tới ngày lễ 18 tháng 5 ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo của chúng mình giáo chủ. Đây là chiếc xe hoa nha các bạn, chiếc xe hoa gì đó, gì đẹp, lên đèn đẹp lắm các bạn. Thank you.
Quá đẹp quá rồi. Đây có chân dung của thầy. Giờ chiếc xe qua. Khách đến dự lễ hành hương đông lắm các bạn. Rồi chúng ta đi trước luôn các bạn ơi. Qua đó nâng dần nhận thức, thái độ hành xử đoàn kết một lòng, củng cố niềm tin của toàn đạo và tiền đồ tươi sáng của đạo pháp, đất nước và dân tộc. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, từ thiện phúc lợi cho toàn thể chúng sanh, tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức, phát huy nội lực giải sĩ như chánh pháp, học Phật tu nhân theo đường hướng vì đạo pháp, dân tộc. Nhấn hưng và thực hiện sự trong sáng vốn có của nền đạo, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, đáp ứng sự phát triển giáo hội trong giai đoạn mới. Phương pháp từ giáo pháp, học Phật tu nhân, đức quyền giáo chủ. Đây là biểu tượng của Quan Âm và hai người bò của Quan Âm và thực hành các thực tế mà mỗi biện pháp để đem lại các hỗ trợ cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời lãnh đạo của mình. Ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban đại diện tỉnh thành phố và ban trị sự cơ sở cùng toàn thể đồng đạo luôn xem đó là mục tiêu, là động lực phát huy truyền thống đoàn kết đời đạo liên quan gắn với người trong suốt quá trình hình thành và phát triển đồng hành cùng dân tộc, làm cho dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh. Đây là xe hoa của xã Trà Phong các bạn, xã Trà Phong rất đẹp. Đây là chiếc xe hoa mà biểu tượng của Đức Thích Ca lúc mà ngài cởi ngựa đi vào vùng sâu để mà ngài tu đó các bạn. À, chiếc xe hoa của đây là các bạn cần ra nào. Ngài Thái tử Phát Đại Đa lúc này đã chỉ đặt nó đi bay theo xe vùng sâu đi tu. Đây là các bạn, đây là ban trị sự Phật giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Lạng Sơn ở Tân Châu á các bạn, trong thị trấn Tân Châu á. Còn đây là chiếc xe bạch hạc. Xe này xả Phú Thạnh nha bạn. Rồi như vậy trên kết thúc phần 1 nha bạn. Các bạn sẽ mời các bạn xem phần 2 tiếp theo của kênh Nguyễn Duy Mỹ nha.